Chúng tôi đang trên đường đến với nhà anh hùng Nguyễn Thanh Khối. Nếu các bạn đã từng theo dõi Union Việt Nam, chắc hẳn sẽ biết được về một người anh hùng ở vùng quê Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Khối, qua bài viết của nhà văn Phạm Thông. Phạm Thông là nhà văn nhưng mà cũng đồng thời là một cựu chiến binh. Chúng tôi đang đứng trước cổng nhà ông và tôi hơi ngạc nhiên khi thấy đây là một con đường rất dài. Có vẻ như là nhà ông ở trong chân núi và theo lời giới thiệu của ông Phạm Thông thì đây là con đường vào một mình nhà của ông và cũng do ông làm. Đấy là một con đường bê tông cũng khá là rộng rãi. Tôi nghĩ là một cái xe ô tô nhỏ có thể đi được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với anh hùng Nguyễn Thanh Khối. Và khi mà vào đến nhà bác Khối thì tôi thấy một cái khung cảnh rất là gọi là gì nhỉ? Rất là nông thôn. Và một cái nông thôn sung túc. Những người bạn của ông thì đang ngồi ở đây, một cái bàn để giữa nhà, giữa sân và họ đang uống nước trà và nói chuyện. Họ đến đây bằng những chiếc xe máy. Và các bạn cũng thấy là ở đây thì xung quanh là những cái núi đất thấp. Hình như là nhà ông Khối cũng là một cái dạng như một cái trang trại. Tôi nhìn thấy những cây keo nhỏ. Có lẽ là thay thế cho vườn keo lớn đã thu hoạch vì phía xa kia là keo đã đủ tuổi. Đây là một ngôi nhà 1, 2, 3 gian. Vâng, một cái nhà khá là lạ. 3 gian và 2 cái trái cạnh nhau, giống như nhìn theo mái. 2 tầng mái đàng hoàng các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là cái nhà này thì theo nhìn thì thấy có vẻ giống như là một cái nhà cũ, sau đó giữ nguyên lại một cái phần của nhà cũ và xây cái nhà mới ghép vào. Dạ. Và đó là một cái nhà cấp 4 lợp ngói. Và các bạn có thể nhìn thấy là ngay chính giữa nhà có một cái tấm biển vàng, biển đỏ chữ vàng và viền vàng, có dòng chữ là sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vâng, người anh hùng của chúng ta có một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn và ông đã đặt lên một cái slogan của mình là như thế này ạ. Nếu như tất cả chúng ta đều có một cái nhắc nhở mình như vậy ở cái khuôn viên nhà gia đình nhỏ bé của mình thì có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa vào trong nhà vội, mà chúng ta sẽ ngồi tại đây. Có lẽ là buổi trò chuyện của chúng tôi sẽ diễn ra tại đây, trên cái sân nhà nhỏ với những cái bóng cây râm mát, và với những người bạn của ông, người anh hùng của chúng ta. Ông cầm có sầu riêng kìa. Đây là cây sầu riêng. Vâng, tranh thủ trong lúc chưa, gọi là thực các khách đến chơi nhà còn chưa an tọa và đang còn nước nôi này kia thì tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây sầu riêng. Với một cái góc này là mặt trời nó hơi bị chói cho nên là hình ảnh có vẻ như không được chuẩn lắm. Tôi thấy cây sầu riêng của nhà bác Khối là có 2 nhánh, một nhánh thẳng và một nhánh cong. Nhánh thẳng rất nhiều quả và nhánh cong thì ít hơn. Không hiểu là có quả nào có thể ăn được không, vì tôi là người rất thích ăn sầu riêng và từ lâu lắm rồi không dám ăn nữa vì nghe người ta nói rất nhiều về các cái loại chất bảo quản. Ở đây có một cái chùm. Ô, nhìn cây sầu riêng này thích thật.
Sầu riêng duy nhất của vùng đất núi Thành này. Dạ. Cây này ạ? À? Cây duy nhất á. Ồ. Như vậy là người anh hùng của chúng ta không chỉ chiến đấu giỏi mà hình như ông còn là một người làm kinh tế rất giỏi nữa. Mặc dù chưa trao đổi với ông, chưa nói chuyện gì ngoài một cái bắt tay, và ông thì vẫn đang tấp nập trong việc pha nước và này kia, nhưng mà tôi đã có một cái cảm nhận là ông là một người làm kinh tế rất giỏi, và bằng chính cái sức của mình, giống như cái câu mà ông gắn ở trên lối ra vào trong nhà. Các bạn nhìn thấy con đường vào nhà ông, nó vào thẳng trong nhà, đó là một con đường bê tông. Và với một con đường như thế này thì có lẽ là ông dùng để cho một cái xe loại bé vào được thẳng nhà, và con đường này thì không bao giờ hỏng được. Nó là bê tông rất là dày. Một cái tư duy giao thông đi trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái buổi tọa đàm, hay nói đúng hơn là buổi trao đổi, hay là nói đúng hơn là một buổi nghe nói chuyện, nghe người anh hùng của chúng ta nói chuyện. Thưa cô Hải Yến, là hôm nay cô đi công tác và đến cái đất Tam Mỹ Tây này thì đến nhà anh hùng Nguyễn Thành Khối. Thì hôm nay đến đây thì tất nhiên là có chủ gia là Nguyễn Thành Khối rồi, và những anh tôi cũng lần đầu tiên gặp, nhưng mà tôi cảm nhận tức là đây là những đồng chí cũng có tham gia du kích, chậm nữa là anh du kích B và du kích, đặc biệt cái đất này là đất rất anh hùng. Và thôn Tám Kỳ Xanh, thôn Tư, thôn Tám Kỳ Xanh là đất anh hùng. Đất này là cái đất mà cái vùng này là cái vùng giải phóng đầu tiên. Cái xã này, xã Kỳ Xanh cũ này, là cái vùng giải phóng đầu tiên là thôn 10 tuổi Mỹ, tháng 8 năm 61. Và xã Kỳ Xanh này á, là giải phóng là đầu tiên nhất của tỉnh Quảng Nam. Tức là cái xã mà có người Kinh sống, xã Đồng Bàng, là xã đầu tiên được giải phóng năm 61 dài. Thì đây là một vùng đất rất anh hùng, và anh Khối sẽ có ý kiến. Em xin phép nói hết, em xin giới thiệu là đồng chí Nhung đây là đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí Son là trưởng ban mặt trận của thôn, đồng chí Kiện là cán sự trưởng, đồng chí Sơn giám sát cộng đồng của thôn. Thêm là trong thôn thì tôi có mời mấy đồng chí về để cho nó gặp các đồng chí của nhà báo rồi của phóng viên, là để cho nó có đầy đủ, bởi vì các quê hương ở đây là trong kháng chiến chống Mỹ là hoàn toàn sót cái không còn cái gì đâu. Rồi tôi về đây là nó cũng thành cái đồi núi vậy thôi. Rồi tôi sau khi là tôi về là tôi không còn ở quân đội nữa, tôi về hưu, tôi về tôi mới tái lập nó trở lùng lẹ. Bây giờ hoàn thành cái vườn, đây là cái nơi là cái bước chân đầu tiên của tôi từ đây, mà cũng là cái nơi này là có một cái cây cổ thụ rất là quý. Nó là cái tên của nó là cây sơn, mà trong kháng chiến chống Mỹ cũng như chống Pháp, chống Mỹ, chủ yếu là chống Mỹ, là những cái vị cán bộ tiền bối của trong cái tỉnh Quảng Nam này cũng như trong huyện Núi Thành này là về họp hội đây. Gia đình mẹ tôi là bỏ là tên là Phạm Thị Về, bỏ là trong kháng chiến chống Pháp là bỏ là đảng viên, bỏ là ban chấp hành phụ nữ xã Tâm Hiệp Trung, hồi nữa là Tâm Nghĩa, Tâm Mỹ, rồi Tâm Hiệp là một xã. Đó, cho nên là đi tập kết, sau năm tư đi tập kết là bà không đi, bà ở nhà hoạt động cơ sở cách mạng. Thì bà tiếp tục là bác nói với mấy cái gì cách mạng tiền bối đó ở đây, như tôi khi hồi bả 8 tuổi là tôi cũng biết ấy, là ông Ngô Nghiên, tức là ông Đỗ, rồi ông Đỗ Thế Chấp, tức là ông tên ông là Mười Chấp, rồi ông Nguyễn Thế, tức là huyện ủy viên của huyện ủy Nam Tâm Kỳ này, rồi ông Hồ Truyền, tức là mẹ của cha của Hồ Thị Thanh ấy, Hồ Thị Lâm đó, là coi như là về hoạt động khu vực này là tôi hồi còn 38 tuổi là trường xuyên là tôi lên xuống gặp các ông, là từ chỗ đó mà mẹ tôi cũng dặn sao con phải đi theo các ông tiền bối đó. Cho nên là tôi lớn lên 9-10 tuổi là tôi năm tóm ấy, là tôi đã thoát ly ra khỏi gia đình để đi theo cách mạng, cho nên từ đó là tôi được
giác ngộ từ trong cái bầu lòng mẹ, và đồng thời các vị cách mạng tiền bối, và đồng thời tôi từ đó tôi thoát ly ra, tôi đi tham gia cách mạng luôn luôn là tôi chí hướng của tôi là như các vị đó, cho nên tôi đã phấn đấu và trưởng thành đến ngày hôm nay. Cảm ơn bác ạ. Dạ. Thưa các bạn, qua bài viết của nhà văn Phạm Thông, anh hùng Nguyễn Thanh Khối, và chúng tôi đã về đây và rất là cảm động và cũng ngạc nhiên với một cái cơ ngơi mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Nhìn thì có thể biết đó là bàn tay lao động của con người, và người anh hùng của chúng ta đã không chỉ chiến đấu giỏi mà lao động cũng rất tự cường. Và qua mấy lời giới thiệu rất ngắn gọn thì cũng đã chứng minh cái điều mà tôi cảm nhận khi bước chân đến đây. Và thưa bác Khối, bác có đọc cái câu chuyện mà bác Phạm Thông viết anh hùng Nguyễn Thanh Khối không ạ? Dạ, dạ có. Tôi cũng xin giới thiệu với các đồng chí là trong kháng chiến chống Mỹ thì tôi sinh ra và lớn lên từ cái mảnh đất này, và đồng thời tôi thoát ly ra cái tuổi đời rất là trẻ, rất là nhỏ bé, mà tôi cũng được là sau khi đi ra Bắc gặp được bác Hồ thì bác cũng tặng cho tôi là cái danh hiệu tuổi trẻ Việt Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Cho nên từ khi mà tôi thoát ly ra rồi là tôi theo các vị cách mạng tiền bối, cũng như tôi vào quân đội là luôn luôn cái chí hướng của tôi là quyết tâm cùng là các đồng chí lãnh đạo làm thế nào đó để giải phóng cho được miền Nam, chứ còn không có cái con đường nào khác nữa. Cho nên từ đó là trong quân đội là tôi luôn luôn phấn đấu và đồng thời là sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, và đồng thời cũng sẵn sàng lập được nhiều chiến công để đem lại cho cái mảnh đất quê hương của chúng tôi. Và đồng thời trong khi tôi thoát ly ra thì tôi cũng tự hào rằng quê hương của tôi là một cái quê hương đi đầu Việt Mỹ, đầu tiên trên cái mảnh đất của Quảng Nam này, và đồng thời nói chung trong cả nước. Cho nên từ đó tôi là người con của cái mảnh đất này, không bao giờ tôi sẽ rời khỏi, tôi không bao giờ là tôi rời ta sống vào đời, không bao giờ mà tôi rời cái chí hướng của tôi mà để là phấn đấu, là trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Còn trong chiến tranh này tôi đánh rất là nhiều trận, là được là ở trên giao, nói chung đảng nhà nước giao nhiệm vụ cho tôi là bất cứ một nhiệm vụ thuận lợi hay khó khăn nào tôi đều hoàn thành, chưa bao giờ là một đồng chí lãnh đạo nào của cấp trên mà phê bình tôi một câu nó sau nhiệm vụ mà không hoàn thành. Luôn luôn dù thuận lợi hoặc khó khăn, nhiều cái trận rất là khó khăn, nhưng mà tôi hứa với đảng, hứa với lãnh đạo là tôi sẽ hoàn thành, dù tôi có hy sinh đi thì thôi, nhưng mà tôi còn là tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không bao giờ là tôi lùi bước trước khó khăn. Ở đây tôi giới thiệu sơ với có đồng chí như khi tôi vào quân đội là tôi ở đơn vị 20, bây giờ đồng chí tôi còn đây, nhưng đồng chí tôi là người kế tiếp theo cái bước chân của tôi ở đơn vị 20. Thì nói chung tôi, trong cái đơn vị 20 đầu tiên của cái huyện núi Thành này là chỉ có trung đội thôi, thì tôi từ ở đội công tác tôi chuyển lên tôi làm ở trung đội trưởng. Nhưng mà tôi lên đó là tôi cùng đồng chí Tiến là chính trị viên là tôi đánh rất là nhiều trận, và đồng thời là có một trận điển hình đó là tôi có một trung đội, tôi diệt hai trung đội Mỹ Nga đào cầu An Tăng khi năm sau Lam là Mỹ vừa qua là bị đánh trận núi Thành, rồi sau đó là trung đội của tôi tiếp tục là diệt hai trung đội Mỹ ở Nga đào cầu An Tăng và thu là bả khẩu ca răng M4 để về trang bị cho lực lượng vũ trang và trang bị cho đơn vị. Sau từ cái trận đánh đó và đồng thời phát động ra nói chung cái phong trào của các đơn vị ở trong cái huyện Nam Tâm Kỳ này là coi như đánh Mỹ là một vấn đề rất là dễ, không phải là khó như là mình hình dung mình tưởng tượng trước này. Cho nên là trong chiến tranh đó là khi tôi ở đơn vị 20 là đặc công của huyện Nam Tâm Kỳ. Sau đó tôi lên
Tôi đi học lớp cán bộ trung đội trưởng 3 tháng là sau được bổ sung tôi về cái đơn vị là chủ lực đặc công của tỉnh Quảng Nam. Như vậy tôi về, đầu tiên tôi về tôi cũng giữ chức vụ trung đội trưởng đó, rồi tôi đánh một trận rất là điển hình, tức là một trận núi lòn. Trận núi lòn thế tôi dùng 18 đồng chí nhưng mà sau đó rút hết rồi chỉ còn 4 đồng chí, mà sau đó là trong chiến đấu nó diễn ra rất là ác liệt. Nhưng mà là sao là cuối cùng tôi hy sinh 2 đồng chí, còn chỉ là lẻ 2 đồng chí, mà nó là một đè đội là 100 hay là 15, còn đè đội của nó còn 115 tên. Sao tôi bắt sống tù binh tôi khai thác là nó đè đội nó là 120, nhưng mà vì mấy cái trận còn quét là bị du kích bán chết 5 tên, còn lại là 100 hay là 15 tên. Sao còn 2 đồng chí thôi, nhưng mà tôi nó diễn biến rất là ác liệt, nhưng mà 2 đồng chí tôi quánh miết quánh diệt hết đại đội. Và sau đó tôi bác là 10 tên tù binh có tên đại đội trưởng của cái đại đội bảo an đó. Như thế khai thác ra là hắn nói là hắn đại đội đủ của nó là 120, nhưng mà hai trận còn lên chỗ suối đó với là chỗ Tâm An thì là bị bán chết, là bo còn bị thương hai vì hậu cứ. Cho nên bữa nay là bị cách mạng bác là coi như đánh và bác coi như cái đại đội đó là xóa sổ diệt hết, và đồng thời bác sống. Đó là hồi lên cán bộ trung đội trưởng. Sau tôi mới từ đó thì trong sau 66 tôi được lên giữ chức đại đội trưởng. Trong giữ chức đại đội trưởng tôi đánh rất là nhiều trận, có khi cả hàng trăm trận. Nhưng mà trận nào là tôi đánh tôi cũng diệt gọn và bác tù binh thu vũ khí, chứ không có trận nào mà nói chuyện là tôi bỏ là thương binh tử sĩ là trận địa, và đồng thời tôi không hoàn thành. Nói chung sau đó thì ở tỉnh thì là mới bầu tôi là đi dự chiến sĩ thi đua toàn quốc, thì đi do bác là được gặp Bác Hồ, tôi với Phan Hành Sơn với là Lê Tấn Viễn là dũng sĩ Đề Ngọc đó, là tôi được gặp Bác Hồ. Bác Hồ là giàu đào giàu cổ, rồi Bác Hồ khen là tuổi nhỏ các cháu chiến đấu dũng cảm lắm, và đồng thời tuổi nhỏ và thắng Mỹ, có đồng chí là tuổi nhỏ là các cháu tuổi nhỏ và công chí đã đánh Mỹ và thắng Mỹ, cho nên là bác rất là sướng, bác rất là sung sướng. Sau đó thì tôi ở ngoài Bộ Tư lệnh Đặc Công thì có đồng chí bác có dạng có đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Đặc Công thì nhớ là rồi xem cái cuộc tổng kết này rồi là cho các cháu đi học, thì sau đó các đồng chí lãnh đạo cũng cho anh em tôi đi học. Nhưng mà có một điều là tôi học không được ấy, tức là cái viên đạn tôi bị thương nó còn nằm trong bắn cầu để nổ, mà hiện nay tôi vẫn đương chung sống với nó. Như thế là cho nên tôi học không được, rồi tôi mới lên chỗ là đồng chí chính quỹ ấy, tôi phản ảnh tôi nói bây giờ chiến tranh ấy thì còn ác liệt, nhưng mà tôi là con người ở trong miền Nam, tôi ra đây tôi dự đại hội chiến sĩ thi đua rồi, bây giờ bớt dạng là các đồng chí lãnh đạo cho tôi học, nhưng mà tôi không học được vì chiến tranh còn tôi không học được, thôi bây giờ nó không muộn đâu, có đồng chí là cứ cho tôi đi bất cứ chiến trường nào tôi được vào chiến trường tôi chiến đấu để tôi trả thù cho nhân dân trong miền Nam. Cái rồi sau hòa bình rồi các đồng chí cho tôi học thì tôi ngồi yên tâm tôi học. Thì có đồng chí lãnh đạo đó cũng có đề nghị lên trên bớt là đồng chí đó đồng chí nói như thế thì bây giờ sao, thì bây giờ là bớt cũng đồng ý nó nguyện vọng của đồng chí sau thì là có đồng chí giải quyết cho nó phù hợp. Nhưng mà bây giờ đồng chí đó là biết đọc biết viết rành chưa, đã được lớp mới rồi, thì có đồng chí Bộ Tư lệnh là trả lời để được lễ giữ lớp 6, mà bổ túc lễ giữ lớp 6 thì bác đồng ý là cho đây. Thì sau là đưa tôi vào chiến trường đường 9, là một chiến trường của là McNamara, hàng rào điện tử McNamara của Mỹ hồi trước đó, là một chiến trường hết sức là ác liệt. Thì tôi vào đó thì tôi cũng đánh được mấy trận tôi lập công, thì sau đó là ở có đồng chí ở Bộ Tư lệnh là cho tôi được ra gặp bác lần thứ hai, tức là ra báo cáo thành tích, và đồng thời là gặp bác lần thứ hai là tôi diệt là hai cái đại đội Mỹ ở cái Động Tri, và đồng thời hai cái đại đội Ngụy ở Đậu Màu trong một đêm. Tôi chia làm hai đơn vị ra tôi đánh này, tôi diệt
bốn cái đại đội đó, trong đó có hai đại đội Mỹ, tôi diệt rất gọn và bắt sống hai tên Mỹ là dẫn về, cho nên từ đó là được trở lụng ron và bác là được gặp bác là lần thứ hai. Thì là sau đó thì gặp bác rồi thì bộ tư lệnh đưa tôi trở luồng lại vào là trong đường chín trở luồng lại, thì tôi vào trong đó thì tôi đánh một trận là cái khu kho xăng là rất là đẹp, khu kho xăng bả cái mà ở đài quan sát thì tôi quan sát là tôi thấy bả cái kho xăng, bả cái buồng xăng rất là lớn, nhưng mà khi đi chuẩn bị trong một đêm ấy là đêm thứ nhất là tôi chỉ phát hiện ra được 5 cá thôi, còn 2 cá không phát hiện được. Tôi về tôi báo cáo lại với lãnh đạo, báo cáo lại điện ra ngoài bộ tham mưu, thì bộ tổng tham mưu là nó tiếp tục chuẩn bị cho nó tốt rồi đánh. Thì tôi tiếp tục là tôi chuẩn bị đêm thứ hai cũng không phát hiện ra được. Thì trong đó là tôi đi 4 đồng chí, thì tôi ra đến lớp rò, nó gồm có 27 lớp rò, thì tôi ra cái lớp rò thấy là 20 ấy, là có một cái cây trồng màu nó to lớn hơn trái vé mà nó cũng xung xê. Thì tôi thấy cái địa hình đây tôi có thể là ẩn lại đây để tôi vào tôi chuẩn bị trồng bám. Thì tôi ẩn lại đó, thì các đồng chí là đi cùng với tôi nó bây giờ thủ trưởng bỏ anh em thì anh em chấp hành thôi, nhưng mà bây giờ ở đây 2 đêm 1 ngày không nước, bây giờ bụng đó nữa thì làm thế nào mà ở được. Thủ trưởng tôi nói thôi cứ yên trí, nấu 5-3 ngày nấu nhịn đói nhịn khóc nấu chịu được, còn mình thì 2 đêm 1 ngày ấy thì không thành vấn đề gì đâu. Thôi ở đây rồi tối tôi vào trong đây là tôi sẽ lấy cơm cho các đồng chí ăn. Thì là các đồng chí nói là thủ trưởng có người nhỏ trong đó, tôi nói tôi không có người nhỏ mà rồi tối rồi các đồng chí thấy. Thế coi như tôi gửi hết mình, và đồng thời là 4 anh em tôi nằm lại đó. Đúng 12 giờ trưa mà cái nắng thân nam mà có vô lò nữa, nó nóng kinh khủng lắm, mà có khát nước, rồi có cái bụng đó nữa. Thế là đúng 12 giờ thì tôi trèo lên cái cây đó, thì lính nó nắng quá nó cũng ngủ hết. Thì tôi quan sát được là 2 cái bể xăng là còn lại mà chưa chuẩn bị được đó, thì nó ở cách tôi không xa. Mà nó ở âm ở dưới cho nên là đè quan sát là thấy, nhưng mà đi chuẩn bị không tìm được. Thế là tôi xuống tôi cười, thế anh em họ sao thủ trưởng có gì phấn khởi, thì tôi nói là chắc ăn rồi. Thế thôi anh em cứ tiếp tục ngủ đi, không được cái nào hâu mà không được cái nào là ngán rồi chứ, ngủ đi tao thức. Thế tôi mới rất là sung sướng. Thế vừa tối xong thì bắt đầu là tôi đánh thức này em dạy hết, bắt đầu là chuẩn bị là ngụy trang luôn lại cái bôi lá lon ngụy trang hết lại toàn bộ cái đầm ngụy trang cầu mon theo. Thế thì đúng giờ đó là tôi xúc kích vô, thì vừa vô trong nữa là vừa 9 giờ thì bọn nó đương xem phim, mà xem phim cái trên cái màn ảnh là có cái miếng cám ra rồi chiếu cái má lên đâu nó chiếu phim đồ trị, nó đương xem thì vô đó tôi bỏ là 4 đứa ngồi đó là xem phim với họ đi. Tao đi đây cái rồi tao quanh lại giờ ngồi đó không được có đi đâu, không được nào đi đâu, rồi tôi mới vô trong nhà bếp. Vô nhà bếp rồi tôi thấy có cái chậu bự nha, thế nó úp cái dùng là tôi sạch sẽ tôi giữ ra, tôi úp xuống dưới tôi rửa vô trong đó là còn cơm, nó nấu cái gỗ má nhì má nhắc gì đó nghe cũng thiệt thơm. Tôi mới lấy cái ta tôi vét hết xung quanh và tôi dùng lại cái tôi lấy miếng khăn dù mà tôi trùm đầu đó, tôi lòm một cục bự nhẹ cái tôi đem ra. Thế coi như là 4 anh em ăn không mắm không muối hết mà ăn ngon quá vì nó đó đó, ăn rất ngon. Ăn xong rồi cái tôi mới quanh luồng vô, thế là tôi xách cái bình đông vô, tôi thấy cái chỗ một bên nữa tôi giữ chỗ ra thì nó nấu nước đậu đen ron đó, tôi nghe mùi đậu đen tôi mò tay cho tôi bóc tôi hửi, bắt đầu là tôi lấy bi đông tôi dục bi đông ra cái coi như cho anh em uống xong rồi cái bắt đầu anh em uống rồi cái bắt đầu tôi nói thôi bây giờ không ta không xem phim nữa, ta đi làm nhiệm vụ của ta. Thế là 4 anh em tôi đi quanh ra phía sau và tôi lẻ của 2 cái kho đó tôi chuẩn bị xong ấy là coi như nói với anh em là cái hướng như thế này đây, nó cách là nam cái kho kia chừng đó là sao mình nhớ cái đường đây là mình đi vô mình đánh là mình nhớ rồi chứ.
cái giao cho bốn này em là chuẩn bị xong hết rồi. Coi như tôi ra tôi về thì khoảng độ là 1 giờ là tôi về đến hậu cử luôn loạn. Thì coi như là là bả cái kho xăng rất là lớn ở chiến trường đó là tôi đã chuẩn bị hoàn chỉnh. Và đêm thứ ba là điện về ngồi bộ, bộ nó quánh Nga. Thế bắt đầu là coi như ngồi đó là bộ tư lệnh cho đánh Nga. Thế là bắt đầu tôi chuẩn bị mình hẹn giờ đó là bắt đầu là cử bốn anh em vô là đánh xong là anh em ro khẩu hết rồi. Trên đường đi thì bắt đầu mình nổ. Thì coi như là chá cái căn cứ Đông Hòa ngó xuống là y như cái biển lửa mà cái quả đầu tiên là nó nổ là lên cái phải nó là ngọn lửa nó lên phải gần 400 mét. Cái sau đó tiếp tục nó nổ nó cháy như thế là cháy y như là 4 ngày 4 đêm mà bọn nó không chữa được. Thì cháy hết thôi. Cho nên là phải nói là cái trận là tôi đánh điển hình là đánh kho là tôi đánh không có tốn gì hết mà cũng không tốn xương máu, không tốn mồ hôi mà phải nó hủy diệt một cái căn cứ kho rất là lớn của cái chiến trường đó. Cảm ơn bác. Cái trận đánh kho xăng này nghe thì đúng là chắc chắn là sẽ có một cái chiến lệ đúng không bác? Có lẽ là sau trận này thì bác sẽ đi báo cáo rồi là để lập thành một cái chiến lệ ở trong sau cái này thì tôi có cái sơ đồ chiến lệ về ngồi kia báo lại cho bộ tư lệnh, với bộ tư lệnh báo cho bộ tổng tham mưu biết là cái căn cứ kho Đông Hòa là đã bị là một tổ của đặc công là tiêu hủy hoàn toàn. Thì sao tôi vẫn tiếp tục tôi vào chiến trường đó là tôi chuẩn bị cái á tử ở trong Đồng Hồ. Với lại tôi chuẩn bị cái đầu cầu Quảng Trị thì sau đó vừa vào chuẩn bị thì là bắt đầu vết thương nó bị tá phót. Vết thương sổ nổ này nó bị tá phót. Bộ tư lệnh là cho ra, ra điều trị 108. Thế thì vừa ra điều trị thì bắt đầu nó mở chiến dịch Long Sơn 719 đó là ba sư đó. Một sư Mỹ và hai sư Ngụy đó nó đủ bộ ra chiến trường đường chín để nó hàm lập lại cái hòn rò mất Nam Ro và đồng thời coi như là nó đánh son là lầu và đánh ro có cái tỉnh Ngô Bác. Thì coi như là khi tôi ra ngồi đâu thì cử một đồng chí của bộ tư lệnh vào đồng chí Chí là vào thế tôi làm tiểu đoàn trưởng. Thì coi như là tôi vào tôi làm đương làm viện thì đâu nó đủ ra khoảng độ được gần 2 tuần, năm 32, thì tôi đương làm bệnh viện. Thì coi như là đồng chí tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh Đặc công là vào thăm tôi. Thế đánh chiếc xe quách vào đó thăm tôi, thì vào thăm tôi thì đồng chí bác sĩ nó xưa ra thì thấy đồng chí ra đây, đồng chí cũng tương đối ổn định rồi. Thấy chiều lại đồng chí cũng đi quánh bấm chuyện với anh em ở ngoài đó. Thế sau đó thì đồng chí tham mưu trưởng có gặp tôi, hỏi sức khỏe thế nào, nó bữa nay tốt rồi, thủ trưởng ở nhà ra ở đơn vị qua có việc gì không, nó không có gì đâu, thôi cứ yên tâm đi. Thế coi như về đến 6 giờ sáng hôm sau, thì thấy chiếc xe quách của Liên Xô đó là ông đánh đến với một cậu lái xe, trang bị cho tôi là ba lô rồi thuốc men rồi. Nói chung đồ đạc đầy đủ hết. Thế ổng vô ổng nói thôi bây giờ đơn vị cần quá mà tôi đã làm việc với bệnh viện rồi. Thôi bây giờ đồng chí cùng với tôi vào đơn vị để có cái tình hình tương đối là căng thẳng. Có gì không mà căng thẳng, ông nói không có gì đâu. Nhưng mà trên đường đây tôi sẽ nói chuyện với đồng chí. Thì tôi lên xe tới đây thì ổng trang bị đồ đạc đầy đủ với thuốc men đồ. Thì sau khi tôi lên xe thì bác sĩ ở đó cũng đến bác ta rồi cũng chích cho tôi mấy mũi thuốc khỏe để trên đường đi. Thì có một cái giấy công lệnh tức là trả suốt từ bác vào Nam là không có nói ngày đêm gì hết, trả bác cứ giờ nào cũng trả. Thế bắt đầu là trên đường tôi đi đến 6 giờ sáng hôm sau á, thì coi như đến sông Bến Hải thì coi như là xe đậu đó, bắt đầu là tôi đọc qua khoảng 4 cây số thì là đến chỗ đơn vị đóng quân, qua bên kia sông Bến Hải 4 cây đến đơn vị đóng quân. Thì bắt đầu ông mới châu họp lại là ban thường vụ rồi họp lại ban chỉ huy tiểu đoàn. Cái ông bảo ông chỉ báo cáo tình hình, ông nói chù mày vào đây tao mừng quá, họ có gì mừng anh. Ồ nó đóng cái sân ba trò cưng lớn lắm mà
bây giờ là tao đi xưa là thấy tổn thất hết anh em hết, giờ bị thương gì sinh 12-13 đứa rồi mà chưa vào được. Rồi hỏi sao mà kinh vậy, ông nói ồ trời bị kích nó đổ ra từng lớp lớp vậy mà cứ đi là tuôn mình của nó mới bị nó phục. Anh ấy bị kích thì có gì đâu, thì mình với nó thì bình thường chứ có gì đâu mà nó kinh vậy, thôi anh để tôi. Thế cuối cùng là sao ông Quang ở đó cái ông mới nói thôi đồng chí Chí ở luôn lại đó để cho đồng chí Khối đi, cái rồi có gì đồng chí Khối điện ra cái thì coi như là đồng chí Chí vào.